Nếu như các bạn thấy video hay, đừng quên ấn like video cũng như ấn nút subscribe để đăng ký kênh và ấn thêm cái chuông nhỏ nhỏ bên dưới góc này để có thể nhận thêm thông báo về các clip review mình làm trong tương lai nhé. Còn bây giờ, mình là Minh Phúc Collector. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các clip review tiếp theo.